Chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói về tiểu sử Hot Girl Hong Kyu Bi, Võ Huỳnh Ngọc Phụng là ai? Hot Girl bạo nhất showbiz. Hong Kyu Bi, tên khai sinh là Võ Huỳnh Ngọc Phụng. Cô nàng được biết đến là một hot girl, người mẫu, diễn viên và nhà biên kịch nổi tiếng ở Việt Nam. Hong Kyu Bi được nhiều người biết đến và nổi lên sau khi tham gia chương trình The Face 2017 và Sexy Forever Model. Sở hữu một ngoại hình chuẩn của một siêu mẫu, Hong Kyu Bi cũng nhận được khá nhiều sự quan tâm từ khán giả, và Hong Kyu Bi là biệt danh của cô nàng. Chi tiết tiểu sử Hong Kyu Bi, Võ Huỳnh Ngọc Phụng. Tên thật, Võ Huỳnh Ngọc Phụng. Biệt danh, Hong Kyu Bi. Năm sinh, mùng 6 tháng 2 năm 1995. Chiều cao, 1m68. Số đo 3 vòng, 100, 60, 100. Quê quán, An Giang. Nơi sinh sống, thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp, người mẫu, diễn viên, nhà biên kịch. Hong Kyu Bi, Võ Huỳnh Ngọc Phụng được cư dân mạng biết đến qua sự kiện chụp ảnh phản cảm trong một triển lãm ô tô. Sau đó, cô nàng lại khiến dân tình nóng mắt trong Đại hội Mô tô miền Tây 2019. Võ Huỳnh Ngọc Phụng tốt nghiệp trường Trung cấp Y dược Mekong Cần Thơ và khoa diễn viên trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, cô đang là người mẫu và diễn viên tự do. Sự nghiệp của Hong Kyu Bi, Võ Huỳnh Ngọc Phụng. Hong Kyu Bi, Võ Huỳnh Ngọc Phụng sở hữu thân hình nóng bỏng và gương mặt thu hút. Cô nàng có nhiều cơ hội và bén duyên diễn xuất. Cô nàng từng tham gia nhiều bộ phim như Trà Táo Đỏ, Em Về Xin Em Đừng Yêu Anh, Voi Rừng. Võ Huỳnh Ngọc Phụng gây chú ý khi đoạt giải nhất trong cuộc thi ảnh do thương hiệu thời trang Sexy Forever Model tổ chức. Ngoài công việc, cô còn tham gia nhiều hội nhóm lớn. Hiện nay, người đẹp đang là người mẫu độc quyền cho công ty Quang Minh và diễn viên cho HD Phim. Hong Kyu Bi thường xuyên đăng tải những hình ảnh hở bạo hết mức có thể lên trang cá nhân. Những lần hở bạo của Hong Kyu Bi, Võ Huỳnh Ngọc Phụng. Hong Kyu Bi, Võ Huỳnh Ngọc Phụng thường chụp nhiều bộ ảnh sexy hết cỡ và nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Tại sự kiện Việt Nam Moto Show 2019, thu hút được nhiều người đến xem thì vô tình bắt gặp một cô nàng người mẫu ăn mặc mát mẻ và tạo dáng táo bạo bên cạnh những chiếc xe ô tô. Theo như ban tổ chức thì cô không phải là người mẫu được thuê, mà là lợi dụng sự sơ hở của bảo vệ, cô nàng liền lẻn vào khu vực chụp hình và tạo dáng. Ngoài ra, vào đợt dịch đầu tiên, Hong Kyu Bi, Võ Huỳnh Ngọc Phụng làm bộ ảnh lấy khẩu trang làm bikini bên cạnh chuồng gà. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ đăng tải, những hình ảnh này đã bị Facebook gỡ bỏ và hạn chế trang cá nhân của cô nàng. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.